này nó tiện là nó không phải có pin. Cái này nó ổn cứng luôn. Trời ơi, quay vậy hả? Nó không cầm gì á. Anh có phải nhà báo liên quan anh Tâm không? Cái này là nó... Trai không? Dạ đẹp trai, nhưng hơi khùng. Nào cười là rung hết rồi. Mắt hình đẹp. Đây là ca sĩ Hoàng Kiên Long. Người tình trong mộng của nhiều cô gái. Nhà báo Phạm Thành Dương. Anh quay em. Dạ. Không, không. Em lên học màn hình luôn. Ủa chị sai không xem lại được nhỉ? Mời các bạn. Nhà báo, nhà văn Dương Bình Nguyên kiêm công an không đi nước ngoài được, không có bắt to, chỉ đi chơi du lịch Đà Lạt thôi, không đi sòng bài. Anh bữa nào đi du lịch đi, anh gửi em đi, mới đi đâu anh đi nước ngoài sao em đi. Ừ, em quý lòng chân một bảy sáu mươi bốn bất thường, nhưng thực tiết nó không thành bất thường. Không phải, nhà nước cho mình phải tính. À, nhà nước cho mà tao không cho là xin lấy hả? Dạ, hỏi đàng hoàng. Hai mươi mấy triệu á. Ừ. Không được, không anh lấy. Mà mua nào bà.